vào tấm gương người lớn và mong muốn sau này có thể trở nên thành công giống như vậy. Vậy thành công là gì và làm thế nào để thành công? Khi còn là đứa trẻ, mình không thực sự hiểu nhiều về điều này. Mình chỉ nghĩ đơn giản là phải luôn nghe lời ba mẹ, nghe lời dạy dỗ, cố gắng chăm chỉ học hành thì sau này sẽ thành công. Từ nhỏ, ba mẹ đã cho mình tiếp xúc với nhiều bộ môn học khác nhau, từ những môn ngoại ngữ cho đến các môn học năng khiếu như là múa và vẽ. Và trong tất cả các loại nhạc cụ thì ba mẹ đã chọn cho mình môn piano. Và điều này xuất phát đơn giản từ việc là ba mẹ rất yêu thích những tác phẩm bất hủ không lời và mong muốn là con gái mình sau này có thể trình diễn những tác phẩm đó. Thời thơ ấu của mình gói gọn trong những buổi học đàn. Có những buổi học trôi qua rất nhanh và cũng có những buổi học khá là nhọc nhằn khi mình không thể hoàn thành bài và sau đó phải bù đắp bằng việc phải tập luyện nhiều hơn. Những quyển sách và tập vở của mình luôn được ghi chú dày đặc bởi nét chữ của cô, là lời nhắc nhở là mình phải luôn cố gắng hoàn thiện bài một cách tốt nhất như cách mà ba mẹ và cô vẫn luôn kỳ vọng. Và piano chính là cầu nối khiến mình cảm thấy thành công hơn như trong đời của ba mẹ. Dần dần, việc học piano đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của mình. Piano đã gắn bó với mình từ những năm cấp 2, cấp 3 và cho đến khi ba mẹ đã lựa chọn con đường du học cho mình để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Khi đó mình đã rất là ngỡ ngàng vì không nghĩ là con đường học tập của mình sẽ rẽ sang một môi trường khác. Mình vẫn luôn duy trì thói quen tập piano mỗi ngày như một cách để mình tự ôn luyện những bài mình đã học trước đó để mình không bị mai một kiến thức. Và mình còn tự mày mò, tự tìm những bản nhạc mà mình yêu thích để tập luyện. Và mình đã chia sẻ những bản nhạc đó lên YouTube. Tuy chỉ là những video ngắn nhưng may mắn đã tiếp cận được đến rất là nhiều người, nhận được nhiều bình luận và sự yêu thích của khán giả. Và điều này đã làm cho mình trở nên hứng thú hơn và có thêm động lực để ra những video sau đó. Mình trở nên bận rộn hơn với công việc làm một YouTuber về piano. Mình đã lựa chọn việc cover lại các bài hát thay vì đi sâu vào dòng nhạc cổ điển như lúc mình còn đi học, vì mình nghĩ piano cover lúc đó vẫn còn khá khan hiếm trong cộng đồng người Việt. Chính vì vậy, mình đã dành thêm thời gian để nghe nhạc nhiều hơn, tìm hiểu kỹ hơn về lối chơi pop ballad của phương Tây và nghiên cứu thêm về những YouTuber quốc tế để mình học hỏi thêm về kỹ năng và hình thành một cá tính âm nhạc cho riêng mình. Khoảng thời gian học đại học cũng là những năm tháng gắn liền cuộc sống của mình với piano và YouTube. Mình đã dành hầu hết thời gian và tâm huyết cho công việc này, từ việc trau chuốt, nắn nót từng giai điệu cho đến việc tỉ mỉ điều chỉnh những hình ảnh, màu sắc cho những chiếc video clip mà mình làm. Mình đọc hết tất cả những bình luận mà khán giả để lại và để tâm đến những nhận xét mà mọi người dành cho mình. Và mình đặt tiêu chuẩn cao hơn cho những video sau. Vì dành quá nhiều thời gian cho công việc mà mình đã vấp phải sự phản đối của ba mẹ. Ba mẹ đã lo sợ rằng nếu mà mình quá đam mê công việc này thì sẽ bị sao lãng việc học đại học. Vì vậy mình đã phải học cách cân bằng công việc và điều chỉnh thời gian để không làm ảnh hưởng đến việc học tập trên trường. Và cùng lúc đó lên phương án để có thể thuyết phục ba mẹ về lựa chọn của mình cho piano. Khi ngày tốt nghiệp gần đến, mình đã rất đắn đo và không biết phải chia sẻ như thế nào với gia đình. Mình đã luôn sống trên niềm tin và sự trông đợi của người lớn, đã cố gắng chinh phục ước mơ được kể sẵn để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Nhưng còn ước mơ của mình thì sao? Quá trình mang giai điệu piano của mình đến với khán giả đã giúp mình nhìn nhận lại bản thân và trả lời cho câu hỏi: điều gì làm nên ý nghĩa cuộc sống của bạn? Nó giúp mình thấu hiểu nhiều hơn về sức mạnh của âm nhạc, là nó có thể làm thay đổi tâm trạng, giải tỏa căng thẳng lo âu và giúp con người kết nối với nhau dù cho không cùng ngôn ngữ. Và piano đối với mình lúc này không còn là sở thích mà nó là đam mê để mình có thể theo đuổi và bước đến thành công. Sau khi tốt nghiệp, mình đã quyết định trở về Việt Nam để khám phá cơ hội và phát triển bản thân trên con đường âm nhạc. Mình đã gặp gỡ nhiều người bạn mới, làm việc với các đối tác và kết hợp với những nghệ sĩ nổi tiếng để cho ra những sản phẩm âm nhạc bắt tai. Hơn thế nữa, mình còn đặt mục tiêu lan tỏa những giá trị, tầm ảnh hưởng của piano đến với nhiều người ở độ tuổi khác nhau. Chính vì vậy, năm 2016, mình đã xây dựng một trung tâm giảng dạy piano để truyền tải những thông điệp đó. Vì là đứa con tinh thần đầu tiên mà mình ấp ủ, nên mình đã cố gắng hoàn thiện mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Từ việc xây dựng một không gian học tập thật thoải mái, cho đến việc lựa chọn những cây đàn phù hợp với người học. Đây cũng là thời điểm mà mình quyết định sở hữu một cây piano grand đầu tiên cho riêng mình. Mình đặt ra những tiêu chuẩn riêng để lựa chọn một cây hợp ý nhất. Từ kiểu dáng, âm thanh cho đến việc vị trí đặt trong căn phòng cũng phải thật hài hòa với nhau. Đã không biết bao nhiêu buổi chiều, mình lang thang trên các con đường, dọc theo các showroom để tìm ra cho mình một cây đàn như mong muốn. Mình xác định đây là một người bạn đồng hành lâu dài, vì vậy mình rất kỹ tính trong việc lựa chọn,
Sau những lần trải nghiệm những cây piano mình được giới thiệu, thì ánh mắt đã lưu lại trên cây đàn Kawai GL40. Đây là một cây piano có âm thanh dày, ấm và mình rất thích. Khi thử chơi tại showroom Việt Thương Music, mình đã rất ấn tượng vì mình có thể chơi được những bản nhạc đúng theo ý muốn và thể hiện ra được đúng chất của một bản nhạc piano cổ điển yêu cầu. Đây là cây piano grand đầu tiên mà mình sở hữu và nó đã luôn đồng hành với mình cho đến tận hôm nay. Mình trở nên bận rộn hơn với khối lượng công việc khi bắt đầu vận hành, từ việc xây dựng một giáo trình phù hợp, một quy trình chăm sóc học viên, cho đến việc quảng bá thương hiệu và cân nhắc chi phí dự trù để không vượt quá ngân sách. Càng đi sâu vào công việc, mình mới thấy được có nhiều khó khăn cần phải giải quyết và phải tìm cách để thay đổi mọi thứ cho tốt hơn. Vì tính cầu toàn sẵn có, mình trở nên khắt khe với bản thân hơn khi đặt ra những tiêu chí yêu cầu hoàn thành cao cho công việc. Áp lực công việc ngày một nhiều và mình phải học cách vượt qua nó bằng cách học hỏi thêm kỹ năng, lắng nghe những kinh nghiệm từ thế hệ đi trước và đọc nhiều sách hơn để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Càng trải qua nhiều khó khăn mới thấy được mình vững vàng hơn bao nhiêu. Và nhờ có đam mê với piano mới thấy được bản lĩnh của mình khi đối mặt với thử thách để mình có thể trưởng thành hơn. Nhìn lại hành trình mình đi qua, đã có những năm tháng khó khăn, những sơ sót, sai lầm mắc phải. Nhưng đi cùng với nó là những ký ức vui vẻ khi được sống với piano, với đam mê âm nhạc, được cháy hết mình với công việc mà mình yêu thích. Tất cả những trải nghiệm này giúp mình tự tin hơn, sáng suốt hơn trong cách nhìn nhận vấn đề và cách vượt qua nó. Hiện tại, thành công đối với mình không còn mang ý nghĩa là phải cán mốc vạch đích, mà là quá trình mình trải qua như thế nào, có kinh nghiệm gì, học được cách đứng lên, trở nên điềm tĩnh hơn trong mọi tình huống. Sau cả quá trình, mình thấy rằng trưởng thành cùng piano có nghĩa là piano trở thành một người bạn đồng hành với mình trong chặng đường chinh phục đam mê đến thành công. Piano đã cho mình những điều mà mình đã tìm kiếm trong cuộc sống này. Đó là cơ hội được sống, được trải nghiệm, được học hỏi, gặp gỡ và kết nối với những người có cùng lý tưởng, cùng đam mê âm nhạc. Và để mình có thể lan tỏa những thông điệp tích cực mà âm nhạc mang lại đến với những người xung quanh. Giữa bao bộn bề của cuộc sống, piano là nơi mình tìm thấy bình yên nhất, nơi mình có thể trút đi những bận tâm, phiền muộn một cách riêng tư và thoải mái nhất. Mình biết rằng vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ mình ở phía trước để bước qua, và mình luôn trong tâm thế sẵn sàng cho điều đó. Cho dù thành quả có ra sao hay phải vấp ngã trên đoạn đường, mình vẫn sẽ luôn dũng cảm đối mặt, vì mình trân trọng cơ hội được học hỏi và trưởng thành nhiều hơn sau những lần vấp ngã đó.